Lễ hội ẩm thực đường phố Việt Nam lần thứ 3 được tổ chức trong không gian ngập tràn sắc, hương, vị. Nối tiếp thành công của hai lễ hội ẩm thực trước, ở lần 3 này, ban tổ chức đã bố trí đa dạng các mặt hàng bán tại cả hai tầng với diện tích khá rộng. Ngoài các loại thực phẩm khô chế biến như bún, miến, chè, cà phê, bánh kẹo, các loại hoa quả tươi, các mặt hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ còn có các món ăn độc đáo được chế biến bởi các đầu bếp nổi tiếng từ 13 nhà hàng ẩm thực Việt tại Nga. Tôi đến đây để thử các món ăn, có khá nhiều thứ thú vị. Tôi muốn đến từng quầy hàng, thử tất cả các món ăn, bởi vì tôi có kế hoạch đến Việt Nam tìm hiểu về đất nước và các món ăn Việt Nam. Tôi sang đây 12 năm, đây là lần đầu tiên được tham gia cái chương trình Tết ẩm thực của Việt Nam tổ chức tại Liên bang Nga. Tôi cảm thấy rất là hào hứng, rất là vui. Đây là lần đầu tiên những người con xa quê, người dân Nga cũng như du khách nước ngoài được trải nghiệm hương vị truyền thống của các món ăn Việt Nam. Có lẽ vì thế mà tất cả các quầy hàng đều thu hút rất đông khách tham quan, nếm thử, thưởng thức và mua sắm. Món ăn Việt Nam đang rất lên ngôi tại Liên bang Nga nói chung và Moscow nói riêng. Hiện tại bây giờ tại Moscow có đến 50 và đến 80 quán ăn nhà hàng của người Việt Nam làm việc rất là tốt, rất được các bạn Nga là tín nhiệm. Hình ảnh ông Đồ cho chữ ngày xuân cũng được tái hiện trong không gian lễ hội ẩm thực Việt Nam lần thứ 3 này với khăn xếp áo the chỉnh tề, chăm chú đưa từng nét chữ thư pháp. Đây là hình ảnh rất mới, lạ và ý nghĩa trên đất nước Nga xa xôi.